Quý vị và các bạn, ung thư dạ dày là một trong 10 loại ung thư phổ biến ở nước ta, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP là yếu tố hàng đầu gây nên căn bệnh này. Đây quả là vấn đề đáng lo ngại bởi tỷ lệ bệnh nhân có bệnh lý về dạ dày ở nước ta rất cao. Vậy làm thế nào để có thể phòng cũng như là xử lý từ khi bệnh mới chỉ ở giai đoạn sớm? Dân dân xưa thường sử dụng nghệ, mật ong, chuối xanh để chữa trị bệnh dạ dày. Tuy nhiên, nó chỉ giúp người bệnh giảm bớt phần nào đó nhất chứ không thể trị dứt điểm. Mới đây, với sự tư vấn của các chuyên gia tiêu hóa đầu ngành, công ty cổ phần Dataki Việt Nam đã bào chế thành công viên dạ dày Dataki, giúp giải quyết triệt để nhiều triệu chứng bệnh dạ dày như viêm loét dạ dày tá tràng, viêm xung huyết, viêm hang vị, trào ngược thực quản, các trường hợp ở hơi, ở chua, nấm rác vùng thượng vị, vi khuẩn HP. Sản phẩm dạ dày Dataki thì có rất nhiều cái ưu điểm và nó hội tụ được rất nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là đảm bảo là hiệu quả, thứ hai là đảm bảo về tính an lành, an toàn và thứ ba là sử dụng rất là thuận tiện. Cái thành phần của Dataki rất là phong phú, trong đó phải kể đến là thảo dược là hoắc hương, rồi mẫu lệ, rồi là bạch chuột, hoàng bá, rồi hương phụ và cúc curcumin. Thì trong cái hoạt chất này thì chứa rất nhiều hoạt chất rất tốt cho vấn đề hỗ trợ và điều trị các bệnh đau dạ dày. Thì tôi có dùng cái sản phẩm dạ dày Dataki, thì sau 20 ngày sử dụng thử thì tôi thấy có những cái chuyển biến rất là tích cực, gần như những cơn đau trước đây tôi đã từng gặp nó không còn nữa, và cảm giác là ăn uống nó cũng ngon miệng hơn và sức khỏe cảm thấy là nó dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa y học cổ truyền và hiện đại. Chỉ sau một liệu trình, dạ dày người dùng sẽ giảm đau rát, các ổ viêm, ổ loét được tái tạo lại, thoải mái ăn uống, sinh hoạt, sống vui khỏe mỗi ngày mà không lo bệnh tái phát. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.